Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thầy SG đây và chúng ta hôm nay sẽ chơi một cái tựa game mang tên là Tactics Monster, một tựa game khá là hay mình vừa mới tìm được ở trên Android. Thì tiếp sẽ để link cho anh em có thể tải về và chơi nha. Thì anh em hãy để lại cho mình một like, một đăng ký kênh, dùng cái chuông bên cạnh để nhận thông báo mới nhất khi mình ra video nha. Comment ý kiến xuống phía dưới video và anh em hãy click thêm vào quảng cáo để thêm cho mình nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều và chúc anh em xem video vui vẻ. Thì đây nó có cả tiếng Việt luôn. Bạn đây rồi, chào mừng tới đấu trường Tactical Monster. Dường như chúng ta có nhiều vị khách, tuy họ trông không thân thiện lắm. Bạn sẽ chiêu mộ thêm nhiều quái vật trong cuộc hành trình. Hay nha. Nhưng trước hết bạn phải học cách để chiến đấu. Bạn đã sẵn sàng để chơi chưa? Yes, Tactical Monster, cái này có tiếng Việt thật sự hay. Quái vật có đội hiếm khác nhau. Đấu trường quái vật anh em, nhìn ghê phết. Đây là thử thách đầu tiên, hạ kẻ yếu đuối kia. Chúng ta sẽ bắn tên anh em ạ. Cái này mình phải bắn à. Mình phải điều khiển từng con, nó không auto anh em. Hay phết nhờ. Nhờn. Con này sẽ, con orc sẽ được tiến lên anh em. Rồi, con này tăng cơ này. Ồ, đánh nhau rồi. Ây cha, game này có vẻ hay ta. Mình có vẻ thích game này đấy. Ô đỏ đậm có nghĩa là sát thương tối đa là 100%. Ô đỏ nhạt sẽ chỉ gây 50% sát thương thôi. Rồi, chúng ta tấn công ô đỏ đậm trước. Mày nhờn, hay. Chọn một kẻ địch để tấn công, sau đó chọn hướng, chọn kẻ địch này anh em, chọn hướng như này. Nhờn, hay, ghê. Uầy, có con quỷ gì đây anh em ơi, đem, đấm cho phát. Thốn vãi. Bá tước lửa, thật bất ngờ, hãy đứng im để hắn đi tới cự ly tấn công của bạn trước khi di chuyển. Chúng ta sẽ bỏ qua thời gian. Đó, và mình sẽ bắn nó một chiêu mạnh đây. Sau đó bạn sẽ nhận được thêm điểm năng lượng khi tấn công kẻ địch, triệt hạ địch hoặc là khi bị tấn công. Khi energy năng lượng của bạn đầy, hãy sử dụng chiêu cuối. Sử dụng chiêu cuối để kết liễu hắn. Ok, đây chiêu cuối đây anh em. Tuyệt kỹ mũi tên siêu cấp. Hay, hay nhỉ. Thật sự cái phát ở đặt vấn rất là hay ho ta. Được đấy. Rồi chúng ta sẽ có tấm thẻ gì đây? Orc à, quân Orc được thẻ bài quân Orc, nó chính là Kabu, quái vật thường. Thủ lĩnh của tộc Abuka, cái khiên vĩ đại của Kabu không chỉ bảo vệ hắn khỏi đòn tấn công tầm xa, chiếc khiên nặng còn làm choáng kẻ thù. Sự kết hợp của dìu và khiêng sẽ gây ra sát thương cực lớn. Nghe trường có vẻ rất hay. Bạn không đủ quái vật để khiêu chiến với người chơi khác, hãy thử thách những màn khác, bạn sẽ tìm được thêm quái vật. Phiêu lưu này, chúng ta sẽ đánh cái này trước, mình thấy nó khá là hay. Chiến thử xem. Quái vật có đội hiếu khác nhau, thường xanh lục cái gì đó nó thông báo cho chúng ta ở phía dưới. Bạn có thể làm được, hãy thử lại nếu lần đầu không vượt qua được. Chúng ta sẽ tấn công này trước. Tấn công theo hướng thẳng trước này. Mày nhờn, con orc này. Vào đây. Nhờn, chạy đâu? Chúng ta có tuyệt kỹ anh em ơi. Chọn luôn. Bắn luôn, đánh luôn anh em. Đập thôi. Đợi gì đó, đập khiêng anh em ạ. Dùng khiêng để tấn công cái con lính của nó. Với con này thì bình thường thôi, không có gì quá khó cả. Thế là quẩy phát nhỉ. Thu thập đủ thẻ quái vật, hãy nâng cấp quái vật ngay. Cho nâng cấp con này lên cho nó khỏe hơn một chút xíu. Con orc Kabu sẽ lên cấp 2. Và mình sẽ đây, quái vật đây. Thì mình sẽ tấn công cái nào trước? Chiến. Ở đây có hai con à. Sẽ có hơi khó chơi nha. Nó sẽ có một bắn cung anh em. Rồi mình tấn công con này trước này. Chúng ta sẽ hơi bị mệt đấy nha. Một con rồi, con cung nữa. Nó bắn khá mạnh. Tấn công anh em, tấn công từ hướng này lên. Cái này khá là giống cái tựa game mình từng chơi đó, game Hero gì đó. Mình chưa có đủ gọi năng lượng để ra dùng một tuyệt chiêu anh em, nên mình dùng cái chiêu thường thường thôi. Chúng ta có thêm một cái thẻ nữa, đó chính là thằng bắn cung anh em. Chắc là sau này sẽ có thêm đừng quên nhận thưởng hàng tuần gì đó. Đâu? Nhận thưởng ở đâu? Cuộc phiêu lưu, học viện quái vật. Cái gì? 23 giờ là sao ta? Nơi mà sẽ thỉnh thoảng nhận đồ miễn phí, bạn có thể mua thẻ vàng và đá quý tại đây. Ok, may mắn à. Gói quái vật này, nói chung là cái này phải mua, mua bằng tiền. Rất nhiều tiền. Không biết mình chơi free, không biết có liệu có được tiền không ta. Quái vật đây. Có rất nhiều quái vật đây, hiện tại mình đang có hai con thôi.
thấy mọi quái vật ở đây, hãy thu thập và nâng cấp chúng. Rồi, ôi, có cả con đấy đây. Ôi, đồ hiếm Harrison, có cả con cá mập hay sao này. Quái vật khủng, ui, đẹp thế. Nhiều con xịn lắm anh em ạ, trong này có hàng trăm con, hàng chục con thôi, không đến hàng trăm, nhưng nhìn trông xịn, xịn sò. Ở game khá là hay. Chúng ta sẽ phiêu lưu tới cửa số 3 luôn, để xem sau này ta có thể là kiếm được con gì hay không. Thiên thần và ác quỷ sẽ đối đầu với nhau ở hai chiến tuyến như thế này. Oh my god. Bắn không? Bắn được. Chúng ta sẽ cho con này lên để tấn công trước. Rồi mình sẽ đi theo hướng này. Nó đang tiến tới kìa. Ôi ôi. Kinh quá, kinh quá, kinh quá nhỉ. Chúng ta sẽ có tuyệt kỹ anh em ơi. Và mình sẽ chọn, chỗ nào đây? Chọn đằng sau đi. Nhờn. Mình sẽ chặn đường nó luôn, không cho nó đi. Nhưng nó vẫn có thể đi được hay sao ấy nhỉ? Chiến luôn. Chiến luôn được cái chỗ cầu này luôn à. Có tuyệt kỹ này anh em. Bắn nào. Tuyệt kỹ nào. Mũi tên siêu cấp. Một phát này. 40. Mình có tuyệt kỹ ở đây. Sẽ sử dụng cái khiêng để đập nó luôn anh em. Mình chặn đầu nó luôn. Đập khiêng. Lên. Đã bị choáng rồi. Choáng rồi. Choáng rồi này. Đập khiêng phát nữa. Mày nhờ này. Xong. Hay lắm. Và chúng ta sẽ, ok, chúng ta sẽ tiếp tục vào sang bên này để có thể đánh được. Cái này nó sẽ mở khóa những cái phần thưởng của chúng ta lên và sẽ nâng cấp được thêm cho những con monster nó khỏe hơn. Từ từ. Thực ra tiếp này nó cũng không quá khỏe và mình có thể đánh được. Tấn công theo hàng dọc luôn. Đấy, như thế này thôi. Bổ phát nữa. Này, nhờ. Một phát bắn này. Lên. Ôi trời. Nhầm hướng rồi. Như tôi nhầm hướng đánh rồi anh em. Hơi khó chịu ta chứ rồi. Nó sẽ đánh tấn công theo hướng này thì đúng là hơi bị mệt nha. Mày chạy đi đâu. Ui. Đập khiêng anh em. Ây à. Thốn vãi. Chạy này. Ây à. Ui chết thằng ấy rồi. Mình có tuyệt chiêu đúng không? Ôi mình chết mất một thằng. Nó khỏe ghê. Đáng lẽ mình phải chặn đầu thì nó sẽ hợp lý hơn. Cái này 2 sao thì thử. Đáng lẽ phải có thể 3 sao chứ đúng không? Đây, nhận nhiệm vụ hàng ngày đây. Ngày mai là mình sẽ nhận thêm được một cái thằng tướng gì đó. Đây, Nobu. Nhưng mà chỉ có một mảnh thôi. Cái này phải đăng nhập nhiều cơ thì chúng ta mới có thể thêm tướng mới được. Nhìn chung nó cũng khá là hay. Nâng cấp luôn, nâng cấp cho cái con này luôn. Mới có 5 vàng. Eloy cấp 2. Rồi, chúng ta sẽ có 3 con nhé. Hiện tại là trong cái trận chiến này sẽ tổng có khoảng 3 con và sẽ cố gắng đánh theo hướng nào đấy. Bắn con nào trước đây? Bắn con cung này. Con cung này nó cực kỳ nguy hiểm. Con cung cực kỳ nguy hiểm luôn. Ui dồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Cho con tuyệt kỹ này anh em ơi. Chọn phát. Nó có 3 con. Hơi bị cay cú nhỉ. Chết. Rồi. Đập phát nữa. Như vậy là ta sẽ rút về được là hợp lý đấy. Ôi chưa có tuyệt kỹ mà. Đập khiêng mà. Đúng rồi. Tuyệt kỹ đập khiêng mà. Bị choáng luôn anh em. Choáng luôn hay quá. Đánh này mình không chết thằng nào cả. Lựa chọn cực kỳ là hợp lý luôn. Còn gì nữa đúng không? 3 sao luôn đấy. Ui mà 6 sẽ được thưởng một con Griffin hay có gì đây. Đại chiến một con chim gì đó. Con Griffin đúng không? Ui đây chính là nó đây. Đây chính là nó anh em. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Hay à, ghê. Rồi mình sẽ đánh nó luôn. Không được, không được, không được. Mình đánh tấn công nó bây giờ thì mình sẽ hay mình di chuyển ta. Không phải đi tới đây mà không thể bắn được. Vấn đề nó sẽ bị phản lại. Đòn đánh sẽ bị phản lại anh em. Úi ôi. Lao tới. Xong rồi. Xong. Con này chạy hơi chậm ra. Dùng tuyệt chiêu luôn anh em ơi. Dùng tuyệt chiêu luôn để tấn công áp sát nhá. Đập khiêng. Lên này. Chết luôn. Máy thế. Mai mình thắng được. Nếu được con refill không ta. Thế ra phải được thượng.
Đấy, thấy chưa anh em, tôi được cái thẻ Griffin rồi. Thế chứ. Harrison đã biến mất, không có tiếng gáy của cậu ta, của cậu vào buổi sáng nên nhà vua và quân lính ngủ quên. Mọi người đều nghĩ rằng Harrison đã bị hút vào cánh cổng, nhưng ít ai biết rằng cu cậu đã đi qua một cách tự nguyện. Harrison tin rằng định mệnh của mình không thể đơn giản chỉ là một chú gà trống. Đây là phải gà trống. Hòm, chúng ta sẽ có một cái hòm gì đó. Đây đây, tôi có hòm này. Có mảnh đây để nâng cấp thêm tướng này, game này. Cho có một cái con gì đó mới. Hay phết. Rồi, đấy khá là nghiện đấy chứ đúng không? Đây, chúng ta phải nâng cấp con này lên. Nó mạnh hơn một chút xíu. Phòng thủ tầm xa có vẻ như là sẽ khỏe hơn khá nhiều, cấp 3 này. Ok. Cho di chuyển con này lên trên. Chuyển con này lên trên. Đấy, như thế này thì nó có thể cản đòn được con kia. Lên đường. Con Harrison nó bay có vẻ khá là xa. Và mục tiêu của chúng ta sẽ là tấn công con này thôi, dĩ nhiên rồi. Hơi nhầm. Cắn nó, đúng rồi. Không tới được. Chúng ta sẽ chia nhau ra với anh em ơi. Chia nhau ra nha. Úi giời. Con chi của tôi sắp đai. Úi giời, chết rồi. Chết rồi, chết rồi. Chưa kịp làm gì đã chết rồi. Quả này vỡ mồm rồi. Chạy hướng này đĩa còn xuống, còn lên trên đấy. Ui. Ồ, từ từ. Chúng ta từ chiêu đây anh em. Mình sẽ bắn được từ xa nhất. Mũi tên siêu cấp. Mày chết. Ui, không chết à. Chết tôi rồi. Quả này thì vỡ mồm tôi rồi. Chết được một thằng. Ồ, không, không sao. Cho con Harrison được tăng cơ. Nó chết mất con Harrison. Rồi, thì chúng ta đã được thưởng thêm một chút kinh nghiệm. Tức là quẩy thôi. Oh my god, gì đây? Chắc là nó sẽ ra đây nè. Thế thì chúng ta sẽ để nó xa xa đây một tí xíu. Rồi, chiến anh em ơi. Tactical Monster. Cái này nó sẽ có thể bay qua được à? Bay qua. Và tấn công trước anh em. Rồi đấy, quay đi, bây giờ ta sẽ quay thôi. Quay con này trước. Nhờn. Đúng rồi, để nó bay tới và chúng ta sẽ đánh nó thôi anh em. Nó sẽ thủ này. Chơi theo kiểu thủ. Đấy. Hay không? Hợp lý không? Quá là hợp lý còn gì nữa. Mình từng chơi cái tựa game giống như kiểu này nên mình biết cách chơi. Để làm nào là nó sẽ là đem lại ra cái hiệu quả tốt nhất có thể. Rồi, có phần thưởng. Tiếp tục. Vẫn quẩy được mà, đúng không? Có một con ox. Có lẽ là cái đội hình mình đang để nó hơi sai. Quỷ lửa. Chúng ta sẽ đợi nó thôi anh em. Bị thủ phát. Không gì mà phải vội cả. Chúng ta bắn cung đó để cho nó mất nhiều máu đã. Xong rồi sẽ vào sau. Đấy, chặn đầu chỗ này anh em. Từ từ thôi. Chặn chỗ này vào, cho không cho nó đi anh em ạ. Chặn chỗ này vào cho không cho nó đi này. Đấy, hợp lý không? Ui, đấm cho gớm nhỉ. Ôi, nhưng mà chặn thế thì mình không đánh được. Chúng ta đi vòng đằng sau được không ta? Được anh em ơi. Rồi, có một con thôi mà. Có một con này thì nó đơn giản quá. Không có gì là khó khăn cho chúng ta cả. Yes. Quá hay ho luôn. Thưởng 3 sao luôn. Vẫn là 3 sao. Vẫn là ngon đúng không? Vẫn đang đánh được. Nói chung là Dương chế độ eSport là có cả chế độ eSport là chế độ gì đây. Nói chung là game này hay. Thì chúng ta sẽ kêu mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp nha. Bye bye.